chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình có đi chợ nên mình chia sẻ đến cả nhà cùng xem một vài cảnh chợ quê ở miền Tây mình ha. Chợ này có tên gọi là chợ Cái Côn nha cả nhà. Đây là một cái chợ thị trấn ở gần chỗ mình ha. Đây là cái đường dẫn vô chợ nha cả nhà. Vừa xuống cái dốc cầu thì có một đoạn dẫn vô chợ như thế này. Con hay nhóm vào buổi sáng bán rất là đông nha, có mỗi ngày chứ không phải như chợ phiên ở vùng cao ha. Phía trước là bán trái cây ha. Đây là cái dốc cái đầu chợ nha cả nhà, cái đường vô chợ ở dưới dốc cầu ha. Bây giờ mời cả nhà đi sau vô bên trong chợ với mình nha. Mình đi vòng chợ hồi nãy giờ thì mới vô tới dốc cầu mà chưa có đi vô trong sâu được nha cả nhà. Thì giác này thì chợ cũng còn khá đông á. Thì mình thấy có chị bán bánh khọt ở dưới dốc cầu Cá Côn này, mình thấy quá hấp dẫn nên mình sẽ ở đây mình quay mình chia sẻ đến cả nhà cùng xem ha. Rồi cái món bánh khọt ở miền Tây mình như thế nào nha cả nhà. Cái này là mình đổ bánh khọt nhưng gì hả chị? Đậu xanh ha. Nhìn cái màu quá hấp dẫn luôn nè. Cái đậu xanh này là mình nấu chín thì mình xào với thịt hả chị? Đây giờ chị đang làm cái mẻ này. Cái mẻ này chắc cũng gần chín rồi nè. Chị bán ở đây đâu chị ha chị? Chị bán bữa nay chị bán bún xào mơi, bán mà bún xào bún nhiêu bún mắm gì đó. Vậy đó là chị bán bánh khọt này là mới đổi bữa nay hả? Rồi chị mới chở bữa nhưng ba vậy đó hả? Chở bữa lại bữa nữa. Dạ cái bột bánh xèo này là mình pha bột gì hả chị? Mình sẽ quay gần cho chị nói với các bạn cùng nghe ha. Là chị có pha bột gạo và nước cốt dừa ha. Rồi nêm nếm thì dừa ăn. Rồi thêm hành đồ ha. Đó bây giờ mình bán ra. Mình bán này là chục nhiêu hả chị? Chục này có 15 ngàn em ơi. Chục 15 ngàn. Rồi chị cũng gói cho em một phần vậy ha. Khách người ta đặt á. Dạ. Đa số đây là khách đặt không à. Thì chị cứ giao cho khách trước đi rồi tí xíu ha em hả gói cho em cũng được. Thì khi nào rảnh thì em để đi ngoài tới vậy đó cô ơi, chứ chỉ là tới hết bột thôi. Tại vì khách đặt rồi mình chiên tranh thủ chiên giao cho người ta đó. Dạ. Một hộp thì làm thường thường là đặt bao nhiêu là mình gói bao nhiêu ha, chứ một phần như là 15 ngàn đó cô. 15 ngàn. Một phần vậy là thường thường là 15 ngàn hả chị? Ở đây là mình thấy có giá của sắn hẹ nè ha. Rồi chắc là mình nghĩ là sẽ ăn với rau sống với nước mắm kìa, mình thấy bên này có nè. Thấy không chị, cái này là rau sống, nước mắm rồi mình ăn kèm nè ha. Đây rau sống thì có rau thơm, xà lách, lá cách nha, đặc biệt là lá cách. Lá cách này là rau vườn nè cả nhà. Đây cây nước mắm của chị đây ha. Tí xíu đó mình sẽ ăn thử xem cái bánh khọt của chị bán ở đây như thế nào, chia sẻ cả nhà cùng biết ha. Phía trước đó là bà con ta đang bán, nãy giờ mình cũng quay cả nhà cùng xem nữa ha. Em sẽ quay gần để chị nói cho mọi người cùng nghe.
Cái bánh khọt này là mình làm chắc cũng mau hả chị? Mau lắm em, thì mình cũng làm cho vừa lửa, để lửa quá thấy sợ nó vàng bánh lắm. Dạ. Ở đây thì mình thấy chị nướng bằng bếp ga ha, bếp ga thì nó tiện. Ga tiện hơn, tại vì như khi cách chiên nhiêu á, rồi mình chiên nhiêu mình bưng lại được. Còn dạ. Còn ga chiên củi thì chiên khó. Đây là chợ quê nha cả nhà, thì mình sẽ đi vòng vòng chợ quê, mình sẽ chia sẻ một vài món đến cả nhà cùng xem cho vui ha. Nhưng mà hôm nay thì chắc mình sẽ không có đi giáp được chợ, tại vì chợ nhiều món lắm, mình sẽ đi mỗi bữa một ít đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem cho vui ha. Đây là chợ Cái Côn, nếu ai có xa quê á thì xem cái clip này nè, đó thì chợ Cái Côn mình ha. Chiên bếp ga này nè thì phải canh cái tay mình cho nó đều thì mới được hả chị? Đúng, mình rồi. Phải xay vậy đó ha. Để không ơi, nó quá lửa nó bánh nó dễ bị thích. Dạ. Đây là nhìn cái bột này hấp dẫn nha cả nhà, cái màu nó hấp dẫn ha. Vàng ươm luôn ha. Nhìn đậu xanh anh tưởng là sò à, giống như sò à. Một ngày bán được nhiều không chị? Ngày á bán cũng được, bán từ 3 kg đó, 3 kg gạo hình như đó. Dạ. Ra cũng không xếp 100 bánh vậy đó. Chị tự xay bột hay là chị mua? Không, mình ngâm rồi mình xay luôn á. Tự xay ở nhà luôn á hả? Mình mướn rồi xay luôn á. Vậy thì bánh nó sẽ ngon hơn ha. Đúng rồi. Đó, vậy là xong một mẻ rồi đó cả nhà. Một mẻ này chắc khoảng 10 cái hơn. 10 cái. Một phần là 10 cái. Rồi ai đặt bánh xèo thì mình cũng chiên luôn đúng hả chị? Rồi, ai đặt bánh xèo mình chiên. Bánh khọt, bánh xèo ha. Đa số đây là đặt xong à, tại vì như chị bị đăng lên vậy đó. Dạ. Khách hàng cũng quen lắm. Ôi là chị cũng đăng lên bán trên mạng hả? Đúng rồi. Chị là chị tên gì vậy chị? Chị tên Oanh. Chị Oanh bán bánh xèo, bánh khọt ở đầu cầu chợ Cá Côn ha. Nếu mà ai ở gần thì tới ủng hộ chị nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ quay chị đổ một cái bánh xèo cho cả nhà cùng xem ha. Người ta đặt hình như là 4-5 cái, 7-8 cái, 10 cái cũng chừng nữa. Chị xong rồi, chị xong nữa là mình đem vào. Dạ. Vì hôm nay mình hầm chưa có đầu tư được cái mít á, nên chị nói chuyện sẽ nghe hơi nhỏ hơn, cả nhà thông cảm nha. Nếu mà có mít hay nói chuyện thì nó sẽ lớn hơn. Mình chiên bánh xèo chắc mình lớn lửa hơn không chị? Lớn lửa. Ha, cái bột thì mình chiên bánh xèo được luôn. Đúng rồi, cái này bột là mình vừa chiên xèo vừa chiên bánh khọt không à. Dạ. Xèo cái xèo mới là bánh xèo nha. Đó, xèo xèo. Một cái bánh xèo là bao nhiêu chị? Cũng 15.000 thôi. Ở đây bán bình dân lắm, mình không có bán cao được. Dạ, chợ quê mình vậy nha. Bán gì thì bà con mình dễ ăn. Chục cái bánh khọt thì cũng 15.000 luôn.
11 giờ. Chợ quê, mùa nước nổi ở miền Tây nha cả nhà. Đây mình thấy cái chảo xôi này ngon quá chừng luôn. Xôi lá cẩm đậu xanh ha. Và không biết chủ chắc ở gần đây, thấy cái gì chủ bán ở đây. Rồi quay trở lại cái bánh xèo của chị thì nó gần chín rồi nè cả nhà ha. Em sợ đi giáp sáng sớm đó thì đông quá mình khó quay, chứ bà con mình buôn bán á, sợ quay chật chỗ nên em đi hơi trễ một tí. Mọi khi giáp sáng là xe cho em vô không lọt luôn hả chị? Đúng rồi, xe vô không lọt. Hồi nó chị cho em miếng rau với miếng nước mắm ở đó cho em thử miếng ha. Em muốn ăn bánh xèo hay bánh khọt vậy? Em ăn bánh khọt đi. Vậy là chị cho em miếng hồi đó luôn đi ha. Em thử bây giờ luôn ha. Đây nè, có sẵn rồi. Dạ. Để em bưng qua luôn được không chị? Được. Em bưng qua luôn ha. Đây, chị để nó dùm nha. Bây giờ mình sẽ thử luôn nha cả nhà. Chị để ra cả nhà đợi lâu ha. Cho chị còn bán nữa. Bây giờ mình sẽ mắm nè. Miếng rau ha. Bây giờ mình sẽ ngồi ghế chị này mình thử luôn ha. Đó, bên đó là cái bánh xèo đó, nó được rồi đó cả nhà. Vàng ươm luôn ha. Bánh xèo miền Tây. Dạ, nhìn cái bánh xèo là hấp dẫn ha. Bữa nay thì mình mắt mình nó hơi đau, mình không có quay thấy hình được nên mình sẽ quay trực tiếp cái món ăn gì đến cả nhà cùng xem ha. Thì cái món ăn ở miền Tây mình muốn bánh xèo như thế nào ha, có giống chỗ cô chú anh chị và các bạn không nha. Đó, hấp dẫn chưa cả nhà? Bây giờ mình sẽ thử một miếng này, em thử miếng nha chị. Mời cả nhà mình dùng bánh khọt miền Tây với mình ha. Rồi rồi, thử nha. Dạ, cô. Mời cả nhà mình miếng nha. Bánh khọt còn nóng hổi luôn nữa cả nhà. Đi chợ hả chị? Dạ. Nó ngon cả nhà ơi, nó béo ngậy luôn. Nó béo. Có đậu xanh vô nó bùi lắm. Nếu ai có về, có dịp về miền Tây á, có ghé ngang chợ Cái Côn mình nè, thì ghé ủng hộ chị ha. Bán ở dốc cầu Cái Côn. Món ăn rất là dân dã miền Tây mình nha cả nhà, mà ngon. Mình vừa ăn vừa thấy chị chiên luôn, thấy nóng hổi luôn ha. Nếu mà cả nhà có dịp đến đây mình vừa ăn nóng gì nè, ăn tại chỗ chị chiên còn sẽ ngon hơn nữa ha. Thì chị cũng bán mang về nè cả nhà, một hộp gì nè, một cái thì 15.000, còn chục cái này thì nó cũng 15.000 nha, kèm rau sống với nước mắm. Chị bán rất là thân thiện nha, mình mới lần đầu ghé luôn đó. Rồi bây giờ cái món bánh xèo và món bánh khọt mình cũng đã chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn là cái món bánh xèo bánh khọt miền Tây mình ha. Thì mình tí xíu mình sẽ đi dài vô trong chợ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi clip này của mình nha.
vì mình quay trực tiếp nên clip có thể hơi ồn, cả nhà xem thông cảm giùm mình ha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi clip này của mình nha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo nữa nha. Chúc chị bán